rẫy quý trời cho. Chương 164, thắng đến lúc ông phát sản. Sau khi ông chủ phòng game và những tên côn đồ đó nghe được lời nói của Trần Tài Anh thì lập tức cười to, sắc mặt giễu cợt. Tôi không nghe lầm đấy chứ. Cậu nói ông mập này là vua đánh bạc. Nếu anh ta là vua cờ bạc vậy ông đây chính là thần bài rồi. Ông chủ phòng game cười to nói. Thời buổi này đúng là kẻ nào cũng dám tự đề chức cho mình. Trước mặt ông chủ của bọn tao mà còn dám xưng là vua cờ bạc. Ông chủ, theo em thấy thì bọn họ tới quấy rối đó, rõ ràng không muốn lấy tiền, em nghĩ chúng ta nên dạy dỗ bọn họ một trận, để bọn họ cầm tiền ra là xong chuyện. Ông chủ phòng game nhìn ông mập chằm chằm, đùa bỡn nói, tao lại muốn xem vị vua cờ bạc này làm sao thắng được tiền từ chỗ tao, để bọn họ lên. Ông mập lạnh lùng nhìn ông chủ phòng trò chơi, lần này cũng không kích động mà nói một cậu, chờ phát sản đi. Trần Tài Anh và ông mập bèn đi lên lầu. Tô Ngờ Quy lo lắng ra mặt đi theo sau lưng hai người họ, trong đầu nghĩ tại sao Lâm Thanh Diện lại không đáng tin kế, tìm hai người tới lại vẫn muốn lên lầu đánh bạc. Hai anh à, coi như tôi cầu xin hai anh đấy, nơi này của bọn họ gian lận ghê lắm. Hai anh mà đánh cuộc sẽ càng thua nhiều hơn thôi. Để cậu đi theo thì cậu cứ đi theo thôi, nói nhiều thế làm gì. Nếu không tự cậu lấy ra 6 tỷ nhé. Ông mập trợn mắt nhìn Tô Ngờ Quy. Tô Ngờ Quy lập tức trở nên đàng hoàng. Ba người đi một vòng ở lầu 2 của sòng bạc, Trần Tài Anh đi đổi 300.000 tiền chiêu đưa cho ông mập. Tô Ngờ Quy nhìn thấy 300.000 tiền chiêu đó xong thì trong lòng muốn nói chửi ngay mẹ nó. Hai anh đây là thần tiên đấy à, muốn dựa vào 300.000 để thắng cho đến khi sòng bạc người ta phát sản ư. Đây là đang mơ đấy à. Người theo dõi ba người Trần Tài Anh nhìn thấy cảnh này thì lập tức chạy tới phòng game báo cáo cho ông chủ. Ông chủ phòng game nghe xong thì cười to, ôm bụng cười suýt không đứng dậy nổi. Ôi mẹ ơi, buồn cười tết thôi, muốn dựa vào 300.000 để thắng đến lúc sòng bạc này của chúng ta phát sản. Hai tên đó đến làm trò hề đấy à. Ông chủ, vậy bọn em có cần theo dõi bọn họ nữa không? Không cần, bọn mày xuống lầu chờ đi, chỉ cần bọn họ không ra khỏi cửa phòng game là được. Muốn dựa vào 300.000 để đánh bạc ở nơi này đúng là mơ giữa ban ngày, bọn họ chắc chắn đang nghĩ cách kéo dài thời gian. Hôm nay nếu bọn họ không lấy tiền ra cho tao thì kéo dài thời gian thế nào đi nữa cũng vô ích thôi. Nói xong, ông chủ phòng game tìm một chỗ nghỉ ngơi. Khoảng chừng một tiếng sau, đám côn đồ của phòng game cuối cùng vội vàng chạy tới chỗ của ông chủ phòng chơi game. Ông chủ, nguy rồi, có chuyện rồi. Côn đồ nói, có chuyện gì? Ba tên đó chạy à? Ông chủ phòng game gọi. Này thì không phải, chỉ là sòng bạc của chúng ta. Ông chủ tự xem đi. Côn đồ sợ ông chủ phòng game giận dữ với mình nên không nói ra. Ông chủ phòng game sinh nghi ra mặt, đứng dậy đi về phía sòng bạc. Lúc này tất cả mọi người trong sòng bạc đều dây quanh một cái bàn, dây quanh ba người Trần Tài Anh, ông Mập và Tô Ngờ Quy. Sắc mặt của nhân viên công tác của sòng bạc rất phức tạp, nhìn qua như gặp quỷ. Lợi hại quá! Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy thắng được nhiều vậy đó. Mẹ ơi, đây chính là vua cờ bạc trong truyền thuyết đó. Đỉnh thật sự! Nếu trận này mà thắng nữa, sợ rằng sòng bạc cũng phải phát sản thôi. Tô Ngờ Quy đứng bên cạnh ông Mập, đã không lo lắng như trước nữa, bây giờ anh ta rất hởn hở, vẻ mặt hâm mộ nhìn ông Mập chằm chằm. Anh Mập à, anh đỉnh thế, không ngờ anh rể em lại quen biết một người lợi hại như anh đó. Lúc đó em còn nghi ngờ, bây giờ dù anh nói anh có thể thắng cả Hồng Thành thì em cũng tin. Tô Ngờ Quy cười. Khiêm tốn tí đi, chuyện nhỏ thôi. Ông Mập đắc ý nói. Mau lật bài đi, đừng kỳ kèo chứ. Tô Ngờ Quy nhìn nhân viên công tác rồi nói. Nhân viên công tác đó đành phải lật bài, Tô Ngờ Quy lập tức mở miệng hét lên, thắng. Lại thắng rồi. Lần này chúng ta lời to rồi. Mọi người xung quanh đều hâm mộ nhìn ba người Tô Ngờ Quy, không ít người còn vỗ tay. Lúc này ông chủ phòng game đi tới. Đến bên nhân viên công tác đó, nghi ngờ nhìn Tô Ngờ Quy rồi nói, thắng có lần thôi, cậu phấn khích gì chứ. Cậu còn nợ tôi 6 tỷ đấy. Tô Ngờ Quy cười ha ha, nói, bây giờ tôi không nợ tiền ông, mà là ông nợ tiền chúng tôi, ông chờ phát sản đi thôi. Ông chủ phòng game sửng sốt, rồi nghiêng đầu nhìn nhân viên công tác và gọi, bọn họ thắng bao nhiêu tiền rồi? 9. 9. Nhân viên công tác ấp úng nói. 9 tỷ. Trong lòng ông chủ phòng game rất ngạc nhiên, không ngờ bọn họ thắng được nhiều thế. 90 tỷ. Nhân viên công tác nói. Gì cơ?
ông chủ phòng game lập tức bùng nổ, gương mặt khó mà tin nổi nhìn ông mập, quỏi, bọn họ thắng 90 tỷ. Cậu không nói đùa chứ? Nhân viên công tác khó xử gật đầu. Ông chủ phòng game như sắp đất xỉu. Sòng bạc này của ông ta không lớn, 90 tỷ đã gấp đôi toàn bộ tài sản của ông ta rồi. Trừ đi 6 tỷ tôi nợ ông chỉ cần đưa chúng tôi 84 tỷ là được, nhanh đi lấy tiền đi, chúng tôi còn chờ về nhà ngủ đây. Tôn Ngờ Quy cười. Ông chủ phòng game đảo mắt, hung ác nhìn ba người bọn họ, lạnh lùng nói, muốn lấy tiền từ chỗ tao ư, không có cửa đâu. Bắt bọn họ lại cho tao. Ông ta ra hiệu bằng mắt với những tên côn đồ đó. Người xung quanh thấy vậy, biết chuyện không hay bèn lập tức chạy ra. Những tên côn đồ của phòng game lập tức dây ba người Trần Tài Anh. Mẹ bọn mày, dám gian lận trong sân nhà ông, hôm nay nếu bọn mày không nói rõ thì đừng mong ra khỏi đây. Ông chủ phòng game quát to. Con mẹ ông chứ. Rõ ràng là chỗ ông gian lận. Bây giờ ông lại bôi nhọ chúng tôi. Tôn Ngờ Quy tức giận nói. Ông chủ phòng game bĩu môi, lạnh lùng nói, ở đây thì bớt nói nhảm đi, hôm nay bọn mày mà không moi ra 15 tỷ, tao chém mỗi đứa một cánh tay. Sắc mặt Tôn Ngờ Quy thay đổi, bối rối ngay lập tức, nghiêng đầu nhìn Trần Tài Anh và ông mập gỏi, chúng ta làm sao đây? Trần Tài Anh cười, nói, một đám tay chân không ra gì thôi. Có gì mà sợ? Nói xong, Trần Tài Anh bước một bước dài xong đến trước mặt những tên côn đồ đó, thuần thục đánh cho những kẻ lực lưỡng này ngã xuống đất. Tôn Ngờ Quy nhìn thấy cảnh này thì ngây người, không ngờ người trong ôn hòa như Trần Tài Anh lại lợi hại như thế. Ông chủ phòng game thấy vậy, biết hôm nay mình đã trúng tấm sắt rồi, ông ta không do dự mà lấy điện thoại ra gọi đến một số điện thoại. Anh Tần à, anh mau dẫn người tới đi, có người gây chuyện ở chỗ em nộp nhiều tiền bảo vệ cho anh thế, anh phải giúp em. Cúp điện thoại, ông chủ phòng game hung ác trợn mắt nhìn ba người Trần Tài Anh, nói, bọn mày chờ đấy, anh cả lập tức dẫn người tới, đến lúc đó bọn mày chờ hưởng thụ đi. Tôn Ngờ Quy nghiêng đầu nhìn Trần Tài Anh, hỏi, anh Trần, ông ta gọi người tới. Hay là chúng ta đi trước đi, số tiền đó thì sau này rồi tìm ông ta đòi sao, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta đi trước đi. Trần Tài Anh cười, bọn họ có bao nhiêu người tới cũng không cần sợ, hôm nay ông ta nên đưa bao nhiêu tiền thì một đồng cũng không được thiếu. Tôn Ngờ Quy lại lo lắng, trong đầu nghĩ Lâm Thanh Diện tìm cho anh ta hai người này đúng là lợi hại thật. Nhưng sao chống được khi người ta gọi người chứ? Lát nữa một đống người ngăn bọn họ lại, bọn họ muốn chạy cũng không chạy được. Anh Trần, em biết anh lợi hại, nhưng chúng ta đừng có ngốc nghếch chờ bọn họ gọi người tới chứ, người chịu thiệt là chúng ta đó. Tôn Ngờ Quy khuyên nhủ nói. Ông mập cười nhìn Tôn Ngờ Quy, nói, yên tâm đi, ở Hồng Thành này chưa có ai khiến tụi tôi sợ được. Thấy hai người kiên định như thế, Tôn Ngờ Quy chỉ đành cắn răng tiếp tục đứng chờ ở đây. Ông chủ phòng game nghe được lời nói của ông mập, lập tức cười mỉa, nói, bọn mày bớt giả vờ ở đây đây, tao nói cho mà biết, anh cả của bọn tao là Tần Cương, bọn mày biết Tần Cương là ai không? Người này chính là cánh tay đắc lực của Trần Tài Anh, hoàng đế thế giới ngầm Hồng Thành đó. Lát nữa anh ấy tới, ba đứa bọn mày không có đứa nào thoát được đâu. Trần Tài Anh và ông mập lập tức nhìn nhau, trên môi nở nụ cười kỳ lạ. Tôn Ngờ Quy thấy hai người cười lạ thế thì mở miệng hỏi, anh Trần, cái người tên Trần Tài Anh này lợi hay lắm à. Hoàng đế thế giới ngầm ở Hồng Thành, nghe là biết không bình thường rồi. Chắc hai anh không phải là đối thủ của người ta đâu. Hay là chúng ta mau chạy đi thôi. Trần Tài Anh cười không nói, không biết giải thích với Tôn Ngờ Quy thế nào. Ông mập cười to, nói, Trần Tài Anh tính là thứ gì, anh mập của cậu giải quyết anh ta trong vài phút. Ông chủ phòng game bĩu môi, nói, bớt nói khoác ở đây đi, khắp Hồng Thành này, trừ nhà họ Cổ thì còn ai dám chọc Trần Tài Anh chứ. Chỉ với hai thằng bọn mày cũng muốn giải quyết Trần Tài Anh ư. Mơ giữa ban ngày rồi đấy. Trần Tài Anh và ông mập không nói gì, hai người đều nghĩ chờ Tần Cương tới, nhìn xem ông chủ phòng game này sẽ có sắc mặt nào. Tôn Ngờ Quy không hiểu ra sao, không hiểu tại sao hai người bạn của anh rể mình lại ngang tàn như thế, cứ muốn đợi người ta dẫn người tới. Không lâu sau, có hàng loạt tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang, hai mắt của ông chủ phòng game lập tức sáng lên. Chạy tới nghênh đón. Tần Cương vừa dẫn người đi lên tầng 2 của sòng bạc, ông chủ phòng game lấy thuốc lá của mình ra, đưa cho Tần Cương. Anh Tần, anh tới rồi, cũng may ba tên ngu kia không chạy mất. Bọn họ không chỉ gian lận ở chỗ em, mà còn gây hấn cả đại ca Trần Tài Anh. Anh là người của đại ca Trần, hôm nay dù không vì em thì cũng phải thay đại ca Trần xử đẹp bọn họ đó.
Tần Cương nhìn ông chủ phòng game, hỏi, bọn họ đâu? Ông chủ phòng game lập tức chỉ tay về ba người Trần Tài Anh, chính là ba tên đó. Trong lòng Tôn Ngờ Uy run lên, không ngờ đối phương dẫn nhiều người tới kế, trong đầu nghĩ lần này chắc chắn xong đời rồi. Ba thằng bọn mày còn không ma quỳ xuống xin tha à. Tính tình của anh Tần đây không được tốt lắm nhé, chờ anh Uy ra tay. Bọn mày hối hận cũng muộn rồi. Ông chủ phòng game đắc ý nói. Tần Cương vừa nhìn sang bên kia, sau khi nhìn thấy Trần Tài Anh và ông Mập, cả người cứng đờ, đó không phải là đại ca của mình à. Anh Tần, anh còn đứng ngây ra đó làm gì, mau cho người đến dạy dỗ ba tên ngu đó đi. Ông chủ phòng game nghiêng đầu nói với Tần Cương một câu. Trong lòng Tần Cương lập tức nổi cơn giận. Tát ông chủ phòng game một cái, mắng, mẹ mày chứ, mày dám mắng bọn họ ngu ư. Đó là anh cả Trần Tài Anh của tao đó, mày chán chương 165, anh chính là thần tượng của em. Ông chủ của khu vui chơi bị một cái tát của Tần Cương làm cho ngơ ra, ôm lấy gương mặt của mình, không dám tin nhìn về phía ba người Trần Tài Anh. Anh ta chính là Trần Tài Anh. Anh Tần, không phải anh nhận nhầm người rồi đấy chứ. Ông chủ của khu vui chơi lắc bắt tự nhủ. Tần Cương lại đạp một cước vào bụng ông chủ khu vui chơi. Ông chủ khu vui chơi ngồi bệt xuống đất, ôm bụng nhăn nhó. Mẹ nó, não ông bị uống nước à. Đến anh trai tôi mà tôi cũng không nhận ra sao. Tần Cương mắng một câu, vội vàng đi về hướng Trần Tài Anh và ông Mập, vẻ mặt cung kính nói, đại ca, em không biết anh ở đây, cũng không biết là việc như thế nào, ông chủ khu vui chơi này quen biết với em, bình thường có việc gì em cũng sẽ giúp đỡ. Nhưng mà nếu như người anh ta chọc giận là đại ca anh, em tuyệt đối sẽ xử lý không nể tình. Tống Uy nhìn thấy dáng vẻ cung kính Trần Tài Anh của Tần Cương, vẻ kinh ngạc trên mặt còn hơn cả ông chủ khu vui chơi. Anh ta cẩn thận nhìn về phía Trần Tài Anh, cất tiếng gọi, anh chính là Trần Tài Anh, hoàng đế ngầm của Hồng Thành đó ư. Ông Mập cười dỗ dỗ vai anh ta. Nói, ngoại trừ anh ta còn có thể là ai, ở Hồng Thành, không có ai dám nói mình là Trần Tài Anh đâu. Tống Uy lập tức nuốt nước bọt, cũng bắt đầu kính phục Lâm Thanh Diện hơn. Sao anh ta lại chẳng nghĩ tới, hai người bạn mà Lâm Thanh Diện tìm cho mình, lại là nhân vật mà trên dưới Hồng Thành không ai dám động vào. Chẳng trách họ chỉ đi có hai người, nhưng vẫn cứ có dáng vẻ bất cần. Chỉ càng cái tên Trần Tài Anh này thôi, cũng đủ dọa hơn nửa số người ở Hồng Thành rồi. Trần Tài Anh cười với Tống Uy, tiếp tục quay đầu nhìn về phía Tần Cương, dặn dò nói, lúc nãy ông Mập đã thắng ở đây 90 tỷ, coi như Tống Uy thua mất 6 tỷ, anh ta còn nên lấy 84 tỷ ra nữa, cậu đi với anh ta đòi số tiền này lại, không được thiếu một đồng. Tần Cương lập tức gật đầu. Nói, đại ca, anh yên tâm, số tiền này ngày mai em sẽ đưa qua cho anh. Ông chủ khu vui chơi đang ngồi trên đất nhanh chóng bò qua, dập đầu với Trần Tài Anh, đại ca, em biết lỗi rồi, xin anh tha cho em, 84 tỷ, em thật sự không có. Lúc anh lừa bịp người khác, e rằng cũng chưa từng nghĩ người khác liệu có được từng ví không nhỉ, chỗ tiền này thiếu một đồng, thì lấy chân tay của anh ra thay thế. Trần Tài Anh lạnh lùng nói, đại ca, tha cho em đi, sau này em không dám nữa. Ông chủ khu vui chơi bật khóc thành tiếng. Tần Cương lại đạp một cước vào người ông chủ khu vui chơi, mắng, mẹ nó, ông cũng có tư cách mặc cả trả giá với đại ca tôi. Nhanh chóng bảo người của ông đi chuẩn bị tiền, nếu không, bây giờ tôi sẽ chặt tay của ông. Trần Tài Anh nhìn về phía Tống Uy. Nói, rắc rối đã giải quyết xong, chúng tôi đưa anh về nhé. Tống Uy vẫn đang trong cơn kinh ngạc, vô thức gật đầu. Trên đường quay về, ngữ khí nói chuyện của Tống Uy với Trần Tài Anh và ông Mập cũng trở nên cung kính hơn nhiều, hai người này là lão đại của trên dưới Hồng Thành, anh không dám đắc tội. Đến Vịnh Đằng Long, Tống Uy vô cùng hưng phấn chạy vào biệt thự. Sau khi tiến vào thì nhìn thấy Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đang ngồi trên sofa xem TV. Lâm Thanh Diện nhìn thấy Tống Uy quay về, bèn lên tiếng gọi, rắc rối của cậu đã giải quyết rồi. Tống Uy hưng phấn gật đầu, nói, anh rể, thật không ngờ, anh lại còn quên cả Trần. Lâm Thanh Diện liếc anh ta, tỏ ý đừng nói cái này trước mặt Hứa Bích Hoài. Tống Uy vội vàng đổi câu khác, anh rể. Anh thực sự quá lợi hại rồi, không ngờ anh lại còn quên cả người bạn lợi hại như thế, từ nay về sau, anh chính là thần tượng của em. Hứa Bích Hoài thấy kỳ lạ, cất tiếng gọi, em làm sao thế, trước kia không phải em còn muốn gây rắc rối cho Lâm Thanh Diện, sao bây giờ lại coi anh ấy như thần tượng của mình rồi. Tống Uy cười he he, nói, vậy đương nhiên là vì anh rể em quá lợi hại.
chị họ, chị có thể tìm được một người chồng tốt thế này, thật sự quá may mắn rồi, chị phải chăm sóc anh rể em cho tốt đấy, tuyệt đối đừng để anh ấy chạy mất, anh ấy ưu tú như vậy, chị nên cảm thấy áp lực mới đúng. Hứa Bích Hoài bị lời này của Tống Uy làm cho ngơ rồi, theo ý của Tống Uy, hình như bản thân còn hơi không xứng với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện trừng mắt với Tống Uy. Nói, được rồi, đừng ở đây lải nhải nữa, làm phiền chúng tôi xem TV. Tống Uy thè lưỡi, không nói thêm nữa. Lúc này Tống Huyền Khanh từ trên lầu đi xuống, thấy Lâm Thanh Diện đang xem TV, lập tức cao mày nói, Lâm Thanh Diện, ai cho cậu ngồi xem TV chứ, cậu quét nhà chưa? Bát rửa chưa? Cậu có tư cách gì mà nhàn rỗi ngồi đây xem TV như vậy? Tống Uy nghe thấy lời này của Tống Huyền Khanh, lập tức sốt ruột, nói, cô ơi, sau này cô không thể nói anh rể cháu vậy đâu, bây giờ anh ấy là thần tượng của cháu. Tống Huyền Khanh ngây người, vội vàng nói, tiểu Uy, cháu đừng thần tượng thằng lười biếng này, ngoại trừ ăn bám thì nó chẳng biết làm gì nữa cả, bảo làm việc nhà còn lằng nhằng mãi, cháu học nó làm gì. Tống Uy lập tức trừng mắt, nói, những công việc nhà này để cháu làm. Cô đừng nói anh rể cháu như vậy, nếu không đừng trách cháu trở mặt với cô. Nói xong, anh ta đi quét nhà rửa bát. Tống Huyền Khanh không dám tin, trong lòng nghĩ mới có mấy ngày, Lâm Thanh Diện lại có thu mua cả Tống Uy, Hứa Bích Hoài cũng trúng bùa mê của anh ta, bây giờ không nghe lời mình nữa. Đúng là sao chổi, chỉ cần cậu ở nhà tôi một ngày, thì tôi chẳng được sống yên ngày nào. Sau khi nhủ thầm một câu, Tống Huyền Khanh lại tức giận đùng đùng lên lầu. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài nhìn nhau, đều không nhịn được bật cười. Buổi sáng ngày thứ hai, Trần Tài Anh cho người đưa hợp đồng của xưởng vật liệu xây dựng Giang Mã qua đó. Lâm Thanh Diện liếc qua, cảm thấy không có vấn đề gì, giao cho Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài nhìn thấy trên chữ ký trên hợp đồng thật sự là Trần Tài Anh. Trong lòng kinh ngạc, không ngờ xưởng vật liệu xây dựng Giang Mã lại thật sự đổi ông chủ. Lâm Thanh Diện, anh nói thật cho em biết, xưởng vật liệu xây dựng Giang Mã đổi ông chủ, thực ra là do anh làm, phải không? Hứa Bích Hoài đột ngột lên tiếng gọi. Lâm Thanh Diện cười ha ha, nói, sao có thể chứ, anh làm gì có bản lĩnh lớn đến thế, Trần Tài Anh người ta muốn làm gì? Cũng không nghe anh đâu. Hứa Bích Hoài không hề tin lời Lâm Thanh Diện, lần trước Lục Thiên Điệp từng nói với cô, thân phận của Lâm Thanh Diện đáng sợ hơn cô tưởng tượng rất nhiều, bây giờ cho dù nói là Trần Tài Anh làm việc thay Lâm Thanh Diện, cô cũng sẽ không nghi ngờ chút nào. Khoảng thời gian này rất nhiều việc đều khiến Hứa Bích Hoài cảm thấy, Lâm Thanh Diện mới là nhân vật lớn thật sự sở hữu năng lực một tay che trời. Mấy năm trước chắc chắn là anh ấy vì nguyên nhân nào đó mới lựa chọn nhẫn nhịn. Cô không hỏi nhiều, bởi vì cô cũng biết rõ, đợi sau khi thời cơ chín mùi, Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ nói cho cô biết tất cả mọi việc. Sau khi xác nhận hợp đồng không có vấn đề gì, hai người cùng nhau đi đến biệt thự nhà họ Hứa. Vừa vào cửa, Lâm Thanh Diện đã nhìn thấy bên trong biệt thự chật kín người ngồi. Những người bà con trực hệ của Hứa Mạn Tranh đều đã đến đây. Theo lý mà nói, nếu như chỉ là bàn chuyện của xưởng vật liệu Giang Mã, Hứa Mạn Tranh không nhất thiết phải gọi nhiều người qua đây như vậy. Xem ra, chắc là lại có việc quan trọng khác muốn tuyên bố. Hứa Bích Hoài cảm thấy kỳ lạ, kêu một người họ hàng, hỏi, làm sao thế? Vì sao mọi người đến chỗ ông nội vậy? Người họ hàng đó nhìn Hứa Bích Hoài một cái, lên tiếng nói, cụ thể thì tôi cũng không biết, nhưng mà nói là có liên quan đến nhà họ Lâm. Chương 166, cháu thật sự làm ông quá thất vọng. Lâm Thanh Diện nghe được mấy chữ nhà họ Lâm ở Kinh Đô lập tức đoán được chuyện này có lẽ do La Cờ Tâm làm. Ngày đó anh đã nói với La Cờ Tâm bảo cô ta thu hồi lại quà tặng cho nhà họ Lâm đi, La Cờ Tâm cũng đã đồng ý, Lâm Thanh Diện cho rằng La Cờ Tâm lại phái người tới đòi hỏi nhưng bây giờ xem ra có lẽ cô ta không muốn làm chuyện này đơn giản như vậy. Nhà họ Lâm là dòng dõi quý tộc, Mo Y Thư đều thích đập đẽ phô trương một chút, cho dù là người muốn đến tặng lễ thì cô ngờ nhất định phải làm cho long trọng một chút. Ngày đó Lục Thiên Điệp cũng không hề nói cho Hứa Bích Hoài biết Lâm Thanh Diện là người của nhà họ Lâm ở Kinh Đô, cho nên Hứa Bích Hoài cũng không nghĩ tới chuyện này có liên quan đến Lâm Thanh Diện. Cô và Lâm Thanh Diện đi vào bên trong, dự định trước tiên mang hợp đồng vật với nhà máy liệu xây dựng Giang Mã cho Hứa Mạn Tranh xem. Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên nhìn thấy Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài tới lập tức đều cười lạnh đi lên đón. Hứa Bích Hoài, chị còn có mặt mũi đến chỗ ông nội nữa à, ngờ là chị còn muốn ông nội bãi bỏ chức vụ quản lý của chị ở trước mặt nhiều người như vậy sao? Nếu tôi là chị thì nhất định tôi sẽ chọn lúc không có người đến nhận sai với ông nội. Hứa Bích Uyên mở miệng cười.
Nghe ý tứ của cô ta giống như là đã nhận định Hứa Bích Hoài không thể đàm phán được hợp đồng với nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã vậy. Nhận sai? Tại sao chị lại phải nhận sai? Em biết được chị không đàm phán được với nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã à? Hứa Bích Hoài mở miệng. Hứa Trai Hiệp cười lạnh một tiếng, nói, đương nhiên là chúng tôi biết rồi bởi vì hôm qua tôi đã đàm phán xong xuôi với quản đốc Mã. Chị cảm thấy ông ta sẽ bỏ qua một người chủ động tăng giá cho anh ta 10% hay ngược lại lại đi đàm phán với chị chuyện giảm giá 10% này? Nếu cậu đã đàm phán xong vậy thì hợp đồng của cậu đâu? Hứa Bích Hoài chất vấn. Hứa Trai Hiệp lập tức xấu hổ, hôm qua anh ta cũng đã muốn để Mã Nghiễm Tài ký hợp đồng trước nhưng ông ta lại nói bây giờ xưởng này do con của ông ta đứng tên. Muốn ký hợp đồng thì phải đợi thêm 2 ngày nữa. 2 ngày nữa sẽ ký hợp đồng, Hứa Bích Hoài, chị cũng đừng ở đây giả vờ cố gắng nữa, lần này chị không chỉ bị đuổi ra khỏi công ty mà còn bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa nữa. Hứa Trai Hiệp lạnh lùng nói. Tiếp theo anh ta và Hứa Bích Nguyên đi tới bên cạnh Hứa Mạn Tranh. Ông nội, Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện tới rồi. Hứa Trai Hiệp nói. Hứa Mạn Tranh gật đầu sau đó gõ bàn một cái khiến cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Hôm nay tôi gọi tất cả mọi người tới đây là có 2 chuyện muốn tuyên bố. Hứa Mạn Tranh mở miệng, vẻ mặt nhìn qua rất không tệ giống như đang có chuyện vui vẻ gì vậy. Tất cả mọi người đổ dồn về phía Hứa Mạn Tranh chờ ông ta tuyên bố chuyện muốn nói. Chuyện đầu tiên là chuyện cung ứng vật liệu xây dựng cho công ty chúng ta. Hai người Bích Hoài và Trai Hiệp đã đánh cược với nhau. Bích Hoài đã nói là sẽ đàm phán với nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã để mua với giá thấp hơn thị trường 10%. Trai Hiệp cảm thấy không ổn nên cũng đi đàm phán chuyện này. Đám người nghe Hứa Mạn Tranh nói vậy cũng bắt đầu cười nhạo Hứa Bích Hoài. Tôi không nghe lầm đấy chứ, vì mà cô ta còn muốn người ta bán vật liệu xây dựng cho mình thấp hơn giá thị trường 10%, không phải đang nằm mơ chứ. Dù sao cô ta cũng là giám đốc y mà lại nói ra mấy lời khoác lác như vậy, không phải là đang cố ý đối nghịch với ông nội cô ta đấy chứ. Nếu cô ta có thể đàm phán được cái giá đó thì đúng là thấy quỷ rồi. Người ta mở được nhà máy vật liệu xây dựng thì cũng không phải là người ngu. Hứa Mạn Tranh lần nữa gõ bàn một cái, để cho đám người kia yên tĩnh lại. Cờ Rôi, báo cáo kết quả lần này của các người một chút đi. Hứa Mạn Tranh mở miệng. Hứa Trai Hiệp lập tức tiến lên một bước. Nói, ông nội, hôm qua cháu đã đàm phán xong với quản đốc Mã rồi, ông ta đồng ý tiếp tục cung ứng vật liệu xây dựng cho chúng ta chỉ có điều sẽ nâng giá lên thêm 10%. Chuyện này cũng đều do Hứa Bích Hoài cố ý ép giá người ta nếu không chúng ta cũng sẽ không gặp trắc trở về mặt giá cả như vậy. Đám người nghe thấy Hứa Trai Hiệp nói như vậy nhao nhao chỉ trích Hứa Bích Hoài, đồng thời khen Hứa Trai Hiệp lợi hại. Hứa Mạn Tranh khẽ gật đầu, sau đó lặng lẽ nhìn về phía Hứa Bích Hoài, nói, Bích Hoài, cô còn có cái gì để nói nữa không? Trai Hiệp đã đàm phán xong với người ta rồi nên chắc chắn cô sẽ không thành công đâu, từ nay về sau cô cũng đừng nhúng tay vào chuyện của công ty nữa, cũng đừng quên chuyện cô đã đồng ý với Trai Hiệp. Lúc này Hứa Bích Hoài tiến lên một bước, nói, ông nội, cậu ta đã đàm phán xong với Mã Nghiễm Tài nhưng cũng không có nghĩa là cháu không đàm phán thành công, nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã đã ký hợp đồng tiếp tục cung ứng vật liệu xây dựng cho chúng ta và đồng ý sẽ lấy thấp hơn giá thị trường 10%. Nói xong, Hứa Bích Hoài đưa hợp đồng lên. Đây là chuyện không thể nào. Lúc này Hứa Trai Hiệp gầm thét một tiếng, Hứa Bích Hoài, chị nghĩ tất cả mọi người đều là đồ đần à, chị cho rằng quản đốc Mã đã đàm phán giá cả xong xuôi với tôi rồi lại chấp nhận cái giá mà chị đưa ra à. Còn cả hợp đồng nữa, chị ngụy tạo ra đúng không? Đu ngờ y, con ngốc nhưng người ta cũng không ngốc đâu. Vì sao quản đốc Mã người ta không muốn lấy thêm 10% như bên kia mà ngược lại lại đi ký hợp đồng với cô cũng quá xúc phạm trí thông minh của mọi người rồi đấy. Hứa Bích Nguyên phụ quát theo. Hứa Bích Hoài không hề bối rối chút nào mà chỉ nói, ai nói với cậu quản đốc của nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã vẫn là Mã Nghiễm Tài, hôm qua xưởng đã thay đổi quản đốc rồi. Cậu có đàm phán xong với Mã Nghiễm Tài rồi thì cô ngờ không có tác dụng gì đâu. Chị nói bậy, quản đốc nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã không phải là Mã Nghiễm Tài thì là ai chứ, Hứa Bích Hoài, chị vì lừa gạt ông nội mà ngay cả chuyện này cũng dám nói dối à. Hứa Trai Hiệp trừng mắt nói. Nếu cậu không tin thì có thể gọi điện thoại hỏi thăm một chút, còn về phần cái hợp đồng kia của tôi là thật hay là giả thì cậu có thể hỏi mấy người bên tổ dự án là biết ngay mà. Hiện tại nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã cũng đã tiếp tục cung ứng vật liệu xây dựng. Hứa Bích Hoài mở miệng. Trong lòng Hứa Trai Hiệp dâng lên một dự cảm bất an, anh ta lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Mã Nghiễm Tài.
Không bao lâu sau điện thoại kết nối, Hứa Trai Hiệp vội vàng nói, quản đốc Mã, có người nói ông chủ nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã không phải ông. Chuyện này là thật hay là người đó tung tin đồn nhảm vậy? Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của Mã Địch, nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã đã không phải là của nhà tôi, sau này ba tôi cũng ngờ không làm nghề này nữa nên sau này các người cũng đừng gọi điện thoại đến đây cho ba tôi. Nói xong, điện thoại bị dập máy. Bởi vì vừa rồi mọi người đều không hề lên tiếng cho nên đều nghe được rất rõ ràng giọng nói trong điện thoại kia. Một đám người lập tức trầm mặt lại, không ngờ lời Hứa Bích Hoài vừa nói lại là thật. Mặt mũi Hứa Trai Hiệp thì lại cực kỳ kinh ngạc, cả khuôn mặt đều là vẻ không thể tin được. Anh ta nuốt nước bọt, quay đầu nhìn về phía Hứa Mạn Tranh, nói, ông nội, mặc dù nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã không phải là của Mã Nghiễm Tài vậy thì người kia cũng ngờ không thể nào lấy thấp hơn giá thị trường 10% để cung ứng vật liệu xây dựng cho Hứa Bích Hoài được. Hợp đồng này chắc chắn cũng là giả. Lúc này thư ký của Hứa Mạn Tranh nhận được một cuộc điện thoại, sau đó ghé vào tai ông ta nói, ông cụ, bộ phận dự án của tập đoàn Thiên Dương vừa gọi điện thoại tới nói nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã đã khôi phục cung ứng vật liệu xây dựng, hơn nữa còn lấy giá thấp hơn giá thị trường 10% nữa. Đám người ồ lên. Tất cả đều nhìn Hứa Bích Hoài với ánh mắt bội phục. Hứa Trai Hiệp khó tin nhìn Hứa Bích Hoài, anh ta giương tay ra cầm lấy hợp đồng kia xem xét. Lúc nhìn thấy chữ ký trong đó tên là Trần Tài Anh chất vấn, Trần Tài Anh này là ai vậy, nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã lớn như vậy chắc chắn sẽ không bị hạng người vô danh tiểu tốt thu mua được, đây nhất định là giả. Hứa Mạn Tranh tức giận đến mức thân thể cũng bắt đầu run lên, quát, Hứa Trai Hiệp, chú ý cái miệng của cháu cho ông, Trần Tài Anh là vua của thế giới ngầm ở Hồng Thành này đấy, vậy mà cháu lại dám nói anh ta là hạng người vô danh tiểu tốt ư? Chính cháu không đám phán được hợp đồng bây giờ lại tìm đủ mọi cớ, so với Bích Hoài thì cháu còn kém cỏi hơn nhiều lắm. Cháu thật sự la mời ông qua la tờ chương 167, nhà họ Lâm muốn tới cầu hôn. Hứa Trai Hiệp nhìn Hứa Mạn Tranh mặt mũi đầy kinh ngạc, trong miệng lầm bầm ba chữ Trần Tài Anh sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cơ thể lập tức cứng đờ. Vì sao vua của thế giới ngầm ở Hồng Thành lại giúp Hứa Bích Hoài? Hứa Trai Hiệp không thể nào chấp nhận được kết quả này. Lúc đầu anh ta cho rằng hôm nay mình có niềm tin tuyệt đối. Anh ta sẽ có thể đuổi được Hứa Bích Hoài ra khỏi công ty sau đó anh sẽ tiếp nhận dự án với tập đoàn Thiên Dương, cuối cùng Hứa Bích Hoài sẽ không có đủ tư cách để đấu với anh ta. Mã Nghiễm Tài cũng đã đồng ý với anh ta là chắc chắn sẽ không giảm giá cho Hứa Bích Hoài rồi, nhưng hết lần này tới lần khác chính là Otterim nay, nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã lại đổi chủ sang Trần Tài Anh. Chẳng lẽ chuyện này thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Hứa Trai Hiệp nhớ lại mấy lần trước đó mình đối đầu với Hứa Bích Hoài nhưng lại không có lần nào thật sự khiến cho Hứa Bích Hoài phải chịu thiệt thòi, ngược lại mỗi lần người xui xẻo đều là anh ta. Trước kia anh ta chỉ cảm thấy là Hứa Bích Hoài may mắn nhưng mấy lần đều như vậy khiến chính bản thân anh ta cũng không thể không nghi ngờ. Có phải anh ta hoàn toàn không đủ vốn liếng để đấu với Hứa Bích Hoài hay không? Nhưng trước đây Hứa Bích Hoài cũng chỉ có năng lực làm việc mạnh một chút mà thôi, Hứa Trai Hiệp tự nhận là mình cũng không kém hơn cô bao nhiêu, hơn nữa người của anh ta rất đông đảo, muốn đối phó với Hứa Bích Hoài là chuyện dễ như trở bàn tay. Sao bây giờ anh ta lại nhiều lần phải chịu thiệt trước mặt Hứa Bích Hoài như vậy? Ngờ lẽ là có người ở sau lưng giúp đỡ Hứa Bích Hoài ư? Ánh mắt Hứa Trai Hiệp rơi vào trên người Lâm Thanh Diện, nếu như quả thật có người nào đó đang giúp đỡ Hứa Bích Hoài vậy chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Thanh Diện mà thôi. Nhưng rõ ràng Lâm Thanh Diện chỉ là một tên bỏ đi, ngờ lẽ mình lại không bằng một tên bỏ đi hay sao? Hứa Trai Hiệp cắn răng, oán hận trong lòng biến thành sát khí. Thậm chí bây giờ anh ta còn có kẻ ý định muốn giết chết Hứa Bích Hoài để dọn sạch chứng ngại ngăn cản mình kế thừa sản nghiệp của nhà họ Hứa. Đám người nhà họ Hứa thấy Hứa Mạn Tranh nổi trận lôi đình với Hứa Trai Hiệp, trong lúc nhất thời đều cảm thấy biểu hiện của Hứa Trai Hiệp cũng hơi kém một chút. Thời gian gần đây biểu hiện của Trai Hiệp quả thực là không được tốt. Từ lúc ông cụ tổ chức triển lãm đồ cổ là bắt đầu không để cho ông cụ được yên tâm. Nói rất đúng, trước khi cậu ta tới phương Nam rèn luyện tôi còn tưởng rằng cậu ta sẽ trở nên lợi hại hơn nhưng càng về sau tôi lại phát hiện ra khí chất của cậu ta mà lại giống như tên ăn mày ở trên đường vậy, khiến cho tôi cực kỳ khó hiểu. Cứ tiếp tục như vậy thì làm sao Trai Hiệp có thể kế thừa sản nghiệp của nhà họ Hứa được. Chắc chắn ông cụ cũng ngờ không yên lòng giao lại nhà họ Hứa vào tay cậu ta được. Nghe mọi người bàn tán như vậy thật sâu trong lòng Hứa Trai Hiệp sinh ra cảm giác bị thất bại, anh ta nhìn thoáng qua về phía Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện, luôn cảm thấy dường như hai người kia đang giễu cợt mình.
sau này trai Hiệp không cần tham gia vào công việc của công ty nữa, cháu vẫn còn chưa làm tốt công tác chuẩn bị để tiếp nhận công ty này. Trước khi cháu làm tốt công tác chuẩn bị thì công việc của công ty đều giao cho Bích Hoài xử lý. Hứa Mạn Tranh mở miệng. Ông nội. Hứa trai Hiệp lập tức muốn phản bác. Hứa Mạn Tranh trừng mắt liếc anh ta, nói, chuyện này không thể thương lượng được, trở về chú ý tự xem xét lại vấn đề của bản thân cháu đi, cháu cũng đã lớn như vậy rồi thì cũng nên hiểu rõ mình nên làm cái gì. Hứa trai Hiệp cắn răng nhìn về phía Hứa Mạn Tranh, trong ánh mắt có nhiều hơn một tia hung tàn. Tiếp theo hôm nay tôi muốn tuyên bố chuyện thứ hai này. Hứa Mạn Tranh điều chỉnh tâm trạng của mình một chút. Đám người đều dựng hết lỗ tai lên, lúc trước bọn họ cũng đã biết chuyện thứ hai mà Hứa Mạn Tranh muốn nói có liên quan đến nhà họ Lâm ở Kinh Đô cho nên đều vô cùng tò mò. Tôi đã nhận được tin tức là cuối tuần này nhà họ Lâm ở Kinh Đô sẽ phái người đến nhà họ Hứa của chúng ta tuyên bố một việc, nếu như không ngoài dự đoán thì chắc là tới nói chuyện tặng quà lần trước. Lần trước nhà họ Lâm cho người tới nói là con gái của nhà họ Hứa chúng tôi xứng với nhà họ Lâm, lần này chắc là đến để cầu hôn. Nhìn qua Hứa Mạn Tranh cũng hơi hưng phấn. Bất mãn lúc trước đã được quét sạch sành sanh, tuy nói đây chỉ là suy đoán của ông ta nhưng ông ta không nghĩ ra người của nhà họ Lâm tới đây còn có thể có chuyện gì khác được nữa. Sau khi đám người ở trong phòng khách nghe thấy Hứa Mạn Tranh nói như vậy mặt mũi cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ lâu như vậy rồi cuối cùng bên phía nhà họ Lâm kia cũng có tin tức. Trong đó người hưng phấn nhất đương nhiên chính là Hứa Bích Nguyên. Sau khi cô ta nghe thấy Hứa Mạn Tranh nói như vậy thì nhảy cẩn lên. Ông nội, ông nói thật không? Nhà họ Hứa thật sự muốn tới cầu hôn nha. Hứa Bích Nguyên mở to mắt mong đợi nói. Hứa Mạn Tranh cười cười, nói, nếu như ông đoán không sai thì chắc là đến vì chuyện này. Bích Nguyên, đến lúc đó cháu cần phải chuẩn bị cẩn thận, không thể để mất mặt nhà họ Hứa được. Ông nội yên tâm đi, hôm đó cháu nhất định sẽ ăn mặc thật xinh đẹp, chắc chắn sẽ dùng trạng thái tốt nhất để gặp người của nhà họ Lâm. Hứa Bích Nguyên chân thành nói. Tất cả mọi người đều nhìn Hứa Bích Nguyên với vẻ cực kỳ hâm mộ, nếu như nhà họ Lâm thật sự đến để cầu hôn vậy thì Hứa Bích Nguyên kia thật sự bay lên Uca nhờ biến thành Phượng Hoàng rồi. Số phận của Bích Nguyên thật sự là tốt mà, lại được người nhà họ Lâm coi trọng, sau ngày không chừng chúng ta cũng có thể dính được chút hào quang của nhà họ Lâm đấy. Nói rất đúng, như Bích Nguyên mới gọi là thật sự tốt số, không giống Bích Hoài gả cho một tên bỏ đi như Lâm Thanh Diện, ngoại trừ liên lụy tới Bích Hoài ra thì chả làm được cái gì cả. Đương nhiên loại rác rưởi như Lâm Thanh Diện kia không thể nào so được với người nhà họ Lâm rồi. Cùng là họ Lâm nhưng sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy chứ? Lần này người nhà họ Lâm tới chúng ta nhất định phải tiếp đón trang trọng một chút, để cho người ta biết thành ý của nhà họ Hứa chúng ta, chuyện này giao cho Bích Hoài làm, lát nữa cô tới công ty lấy tiền chuẩn bị việc này cẩn thận một chút cho tôi. Hứa Mạn Tranh mở miệng. Dân, ông nội. Hứa Bích Hoài đáp. Hứa Bích Nguyên thấy thế, lập tức phản bác, ông nội, chuyện này không thể giao cho Hứa Bích Hoài làm được. Hứa Mạn Tranh nhìn về phía Hứa Bích Nguyên, hỏi, vì sao? Mặc dù việc này tương đương với Hứa Bích Nguyên đang chống đối lại ông ta nhưng ông ta cũng không hề tức giận, dù sao nhà họ Lâm rất có thể sẽ đến cầu hôn nên sau này Hứa Bích Nguyên sẽ thành mợ chủ của nhà họ Lâm. Nếu vậy cho dù là ông ta thì sau này cũng phải cung kính với Hứa Bích Nguyên rồi. Ông nội, chuyện này có liên quan đến việc đại sự cả đời của cháu, từ trước đến nay Hứa Bích Hoài và cháu luôn luôn bất hòa, chuyện này ông cũng ngờ biết rất rõ ràng, nếu để cho chị Úy đi chuẩn bị việc này chẳng may chị Úy ghen tị với cháu chơi xấu cháu vậy chẳng phải sẽ làm ảnh hưởng tới tiền đồ của nhà họ Hứa chúng ta sao? Hứa Bích Nguyên mở miệng. Hứa Bích Hoài nghe thấy Hứa Bích Nguyên nói như vậy lập tức không phục nói, Hứa Bích Nguyên, em cho rằng lòng dạ của chị cũng giống như em à. Em bớt ngậm máu phun người đi. Ông nội, ông nhìn chị Úy đi, bây giờ đã bắt đầu mắng cháu rồi, còn không phải bởi vì ghen tị với cháu được gả tới nhà họ Lâm hay sao, chính chị Úy không có bản lĩnh gả cho một tên bỏ đi nên bây giờ cũng không thể trách cháu được chứ. Hứa Bích Nguyên chăm chọc khiêu khích nói. Hứa Bích Hoài tức giận tới mức ngực phập phồng một trận, nắm đấm cũng siết chặt lại. Lâm Thanh Diện đưa tay đỡ bờ vai của cô, nói, đừng tức giận với cô ta làm gì, cô ta đắc ý không được bao lâu nữa đâu. Làm sao anh biết? Hứa Bích Hoài kỳ lạ hỏi. Lâm Thanh Diện cười cười, nói, nhà họ Lâm cũng sẽ không coi trọng loại người giống như cô ta đâu. Hơn nữa lần này người của nhà họ Lâm tới đây chỉ sợ cũng không phải vì cầu hôn đâu, đến lúc đó em sẽ biết. Bích Hoài, cô cũng thế, nhường nhịn em gái cô một chút đi, nếu lần này nhà họ Lâm thật sự đến cầu hôn thì sau này cô còn cần nói giúp đỡ nhiều đấy, đừng nói chuyện với nó như thế.
Hứa Mạn Tranh cũng bất mãn nhìn Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài thở dài, nói, dân thưa ông nội. Mặt mũi Hứa Bích Nguyên đầy đắc ý, sau đó nói với Hứa Mạn Tranh, ông nội, chuyện lần này nên giao cho anh trai Hiệp làm đi, anh ấy là người thừa kế của nhà họ Hứa, chuyện quan trọng như vậy đương nhiên phải do anh ấy chủ trì rồi. Hứa trai Hiệp thấy Hứa Bích Nguyên muốn để cho mình đi làm chuyện này, trên mặt lập tức lộ ra sự cảm kích. Hứa Mạn Tranh nhìn Hứa trai Hiệp, rõ ràng còn đang xoắn xuýt vì chuyện của nhà máy vật liệu xây dựng. Hứa Bích Nguyên nhìn ra lo lắng của Hứa Mạn Tranh, nói, ông nội, ông đừng hiểu lầm anh trai Hiệp vì chuyện vừa rồi nữa, lúc đầu anh trai Hiệp cũng đã đàm phán xong xuôi rồi nhưng do nhà máy vật liệu xây dựng đột nhiên đổi chủ nên chuyện này là ai khác thì cũng phải bó tay thôi. Hơn nữa ông không cảm thấy Hứa Bích Hoài co thê ký hợp đồng mua thấp hơn giá thị trường 10% là rất kỳ lạ sao? Trần Tài Anh là vua của thế giới ngầm ở Hồng Thành, vì sao lại giúp Hứa Bích Hoài như vậy? Hứa Mạn Tranh hiếp mắt lại, trong lòng cô ngờ dâng lên một tia nghi ngờ, quả thực ông ta cũng không biết vì sao Trần Tài Anh lại giúp Hứa Bích Hoài nữa. Đám người cũng đều suy đoán theo. Quả thực năng lực của Hứa Bích Hoài rất khá nhưng cũng không thể mạnh đến mức co thê nhờ vua của thế giới ngầm ở Hồng Thành giúp đỡ được. Ngờ lẽ là cô ta đã dùng những biện pháp khác. Ưu thế chính của Hứa Bích Hoài chính là vẻ bề ngoài và dáng người, chẳng lẽ cô ta... Chật chật, quả thực là rất có khả năng này, không ngờ Hứa Bích Hoài vì muốn được ông cụ khen ngợi lại làm ra loại chuyện như vậy. Hứa Bích Hoài nghe được lời của mọi người lập tức cảm thấy tức giận, không ngờ lòng dạ của những người này lại dơ bẩn như thế. Đừng lo lắng, sớm muộn cũng có một ngày bọn họ sẽ phải hối hận vì những lời mình đã từng nói ra. Lâm Thanh Diện ăn ăn của no e. Hứa Bích Hoài khẽ gật đầu, cây ngay không sợ chết đứng, cô không làm chuyện đó nên cũng không sợ người khác dị nghị. Cho nên ông nội, chuyện này không thể giao cho Hứa Bích Hoài làm được, nếu không nhà họ Lâm sẽ nghi ngờ nhân phẩm của nhà họ Hứa chúng ta. Hứa Bích Nguyên mở miệng. Hứa Mạn Tranh khẽ gật đầu, nói cũng đúng, nếu đã như vậy thì để trai Hiệp đến làm chuyện này đi. Hứa trai Hiệp lập tức vui vẻ nói, ông nội yên tâm đi, chuyện này nhất định cháu sẽ khiến cho tất cả mọi người hài lòng. Hứa Bích Nguyên đảo tròng mắt, cũng không định buông tha cho Hứa Bích Hoài như vậy. Ông nội, hơn nữa cháu cảm thấy lúc nãy ông nói đem công việc của công ty giao cho Hứa Bích Hoài xử lý cũng hơi không vững. Hứa Bích Nguyên tiếp tục mở miệng. Ồ, có gì mà không vững? Hứa Mạn Tranh mở miệng gọi. Ông thử nghĩ xem, lần này người nhà họ Lâm tới đây chắc chắn là muốn khảo sát toàn diện đối với nhà chúng ta nên đương nhiên người ta cũng sẽ quan tâm tới tình hình của công ty nữa. Nếu để cho bọn họ biết công ty có một người phụ nữ không đứng đắn làm quản lý thì ông cảm thấy người ta sẽ nghĩ như thế nào? Hứa Bích Nguyên nói. Hứa Bích Nguyên, em đừng có mà quá đáng. Hứa Bích Hoài sắp tức giận tới mức nổ tung rồi. Được, lui một bước cũng được, chúng ta không nhắc tới chuyện này nữa, nhưng chồng của Hứa Bích Hoài là Lâm Thanh Diện mà Lâm Thanh Diện thì lại nổi tiếng là tên bỏ đi ở Hồng Thành này, chắc chắn người của nhà họ Lâm cũng sẽ được nghe nói một chút, quan trọng nhất là Lâm Thanh Diện cung ngờ họ Lâm. Chuyện này chắc chắn là bôi xấu nhà họ Lâm người ta, để người ta biết công ty chúng ta do vợ của Lâm Thanh Diện quản lý thì không chừng người ta sẽ cảm thấy công ty chúng ta đang vũ nhục nhà họ Lâm ấy chứ, đến lúc đó họ tức giận không cưới nữa vậy chẳng phải xong đời rồi ư. Hứa Bích Nguyên nói tiếp. Hứa Mạn Tranh nghe vậy, cô ngờ có điều suy nghĩ gật đầu. Đám người nhà họ Hứa nhau nhau gật đầu. Cảm thấy lời nói của Hứa Bích Nguyên vô cùng có lý. Không sai, Bích Nguyên nói rất đúng, danh tiếng của tên bỏ đi Lâm Thanh Diện kia sẽ làm ảnh hưởng tới cái nhìn của nhà họ Lâm đối chúng ta, cho dù danh tiếng của Bích Hoài không kém như Lâm Thanh Diện nhưng dù thế nào hai người bọn họ cũng là vợ chồng, cho nên vẫn phải tránh hiềm nghi. Đúng vậy, không thể để cho danh tiếng của tên bỏ đi Lâm Thanh Diện này phá hỏng chuyện lớn của gia tộc chúng ta được. Tôi thấy thời gian này tạm thời đừng để Hứa Bích Hoài quản lý công ty dội. Tôi đồng ý, quả thực là không thể để cho Lâm Thanh Diện một con sâu làm rầu nồi canh như vậy được. Theo tôi thấy ngày mà người của nhà họ Lâm tới đây cũng không thể để Lâm Thanh Diện xuất hiện được. Bích Nguyên nói rất có lý, nếu đã như vậy thì thời gian này Bích Hoài tự cho mình nghỉ phép đi. Chuyện của công ty cô cũng đừng quan tâm tới nữa, bàn giao lại cho trai Hiệp đi. Mặc dù lần này trai Hiệp làm không tốt lắm nhưng năng lực của nó như thế nào tôi cũng rất rõ ràng, không chênh lệch với cô bao nhiêu đâu. Hứa Mạn Tranh mở miệng. Hứa Bích Hoài nhíu mày nói, nhưng thưa ông nội, bên phía tập đoàn Thiên Dương kia. Chị bị ngốc à, chỉ cần chị không nói với phía tập đoàn Thiên Dương thì bọn họ cũng sẽ không biết chị đã để anh trai Hiệp tiếp nhận dự án này. Trừ phi chị không muốn thấy công ty làm ăn tốt cố ý nói chuyện này cho tập đoàn Thiên Dương. Hứa Bích Nguyên lập tức mở miệng.
Một câu nói kia của cô ta gần như đã hoàn toàn ngăn chặn ưu thế của Hứa Bích Hoài. Đôi mắt Hứa Mạn Tranh lập tức sáng lên, lúc trước sao ông ta lại không nghĩ ra biện pháp này nhỉ? Được, cứ làm theo lời Bích Nguyên nói đi, trai hiệp, bắt đầu từ ngày mai cháu tới tiếp nhận công việc của công ty đi. Còn Bích Hoài thì cứ nghỉ ngơi trước một thời gian đã, chờ người nhà họ Lâm đi về rồi sẽ bàn chuyện của dự án sao? Sẽ quý trời cho. Hứa Mạn Tranh đưa chương ra 168, quyết định. Chúc cô may mắn. Thấy Hứa Mạn Tranh kiên quyết như vậy nên Hứa Bích Hoài cũng chỉ đành khẽ gật đầu, nói, dân thưa ông nội, chỉ có điều nếu như chuyện này bị tập đoàn Thiên Dương phát hiện ra mà trách tội xuống thì ông cũng đừng trách cháu. Hứa trai hiệp lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, Hứa Bích Hoài, chuyện này nếu chị không đi tố cáo thì sao bên phía tập đoàn Thiên Dương lại có thể biết được chứ? Chỉ có trách thì hãy trách bản thân mình đã lấy một tên bỏ đi như Lâm Thanh Diện ấy, ai bảo anh ta đã vô dụng như vậy lại còn mang họ giống như nhà họ Lâm chứ? Hứa Bích Hoài không hề đáp lại Hứa trai hiệp, cô cũng không hề gắn trách Lâm Thanh Diện mà ngược lại còn hơi cảm kích anh, nếu không có Lâm Thanh Diện thì có lẽ cô đã bị hai người Hứa trai hiệp và Hứa Bích Nguyên ép cho đến cùng đường mặt lộ rồi. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ngày mà người nhà họ Lâm tới thì Lâm Thanh Diện không được phép xuất hiện, công ty cô ngờ giao cho trai hiệp quản lý, tin chắc rằng sau này nhà họ Hứa chúng ta sẽ càng ngày càng phát triển tốt hơn nữa trở thành gia tộc đứng đầu ở Hồng Thành này, chuyện này ở trong tầm tay chúng ta thôi. Hứa Mạn Tranh hào khí ngút trời nói, tất cả mọi người nhà họ Hứa bắt đầu vỗ tay, cười phụ họ theo Hứa Mạn Tranh. Sau khi quyết định xong mọi chuyện, Hứa Mạn Tranh đi lên trên lầu nghỉ ngơi. Những người họ hàng của nhà họ Hứa còn ở lại thì đều ở trong phòng khách bàn tán chuyện người nhà họ Lâm sắp tới đây. Hai người Hứa trai hiệp và Hứa Bích Nguyên đi đến trước mặt Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện, vẻ đắc ý đã hiện rõ trên mặt bọn họ. Hứa Bích Hoài, chắc chị cũng không ngờ được rằng cho dù chị có ký được hợp đồng giảm giá 10% với nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã đi chăng nữa thì cuối cùng chị cũng vẫn bị đuổi ra khỏi công ty thôi. Thật sự là đáng tiếc mà, lúc đầu chị ở công ty phát triển cũng rất tốt, đều là tên bỏ đi Lâm Thanh Diện này làm ảnh hưởng tới chị đấy. Tôi thấy tốt nhất là chị nên sớm ly hôn với anh ta đi. Hứa trai hiệp cười lạnh nói. Ly hôn hay không phải cũng như nhau sao, chỉ có thể khiến cho người ta giảm giá hẳn 10% chắc không phải đã dùng cách thức gì không thể nói ra cho người khác biết đấy chứ, khéo mà trên đầu Lâm Thanh Diện đã mọc mấy cái sừng rồi cũng nên. Hứa Bích Nguyên cười nói, vẻ mặt Lâm Thanh Diện lập tức trầm xuống, lạnh giọng nói, thường những kẻ bất tài mới hay tìm đủ loại lý do để đổ lên trên đầu người khác. Hứa Bích Nguyên lập tức trừng mắt lên, nói, Lâm Thanh Diện, anh nói ai bất tài đấy? Anh mới chính là tên bỏ đi nổi tiếng ở Hồng Thành này được chứ. Đừng chấp nhận với cô ta, không phải anh không biết cái miệng đó của cô ta thối như thế nào mà. Hứa Bích Hoài nói với Lâm Thanh Diện. Hứa Bích Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói, tôi thấy chắc chắn là do hai người ghen tị với tôi. Dù sao tôi cũng ngờ sắp được gả vào nhà họ Lâm rồi nên cũng không buồn chấp nhận với hai người nữa, nhưng chờ tôi gả vào nhà họ Lâm rồi thì ngày mà hai người bị đuổi ra nhà họ Hứa cũng không còn xa nữa đâu. Lâm Thanh Diện ngớt miệng cười sau đó nói, chỉ sợ nguyện vọng này của cô cả đời này cũng không thực hiện được đâu. Mặt mũi Hứa Bích Nguyên rất kinh thường. Nói, đừng ở đây không ăn được thì đập đổ nữa, nói cho anh biết sau này tôi sẽ là mợ chủ của nhà họ Lâm đấy, anh đàng hoàng một chút cho tôi. Hứa Bích Hoài, thời gian trước nhà chị chuyển vào ở biệt thự không phải rất đắc ý sao, nói cho chị biết bây giờ tôi cũng ngờ đang chuẩn bị mua một căn biệt thự cao cấp ở Vịnh Đằng Long rồi, hơn nữa tôi thấy mấy đồ trang sức đeo ở trên người của chị đều là hàng giá rẻ đúng không? Cho chị xem cái vòng tay này của tôi, hơn 900 triệu đấy, còn cả cái túi xách hàng hiệu Armani này nữa, trăm ngọc đang cài trên đầu tôi cũng có giá hơn 600 triệu đấy, chỉ sợ cả đời này chị cũng không mua nổi mấy thứ như thế này được đâu. Hứa Bích Nguyên nói sang chuyện khác. Hứa Bích Hoài nhìn Hứa Bích Nguyên không biết phải nói gì, cô cảm thấy mình có thể nhìn thấy được cái bóng của Tống Lộ Tử ở trên người cô ta. Đều thích khoe khoang như vậy. Hơn nữa Hứa Bích Hoài cũng không ham mộ mấy thứ này của Hứa Bích Nguyên, dù sao ở nhà cô còn đang có một sợi dây chuyền hình trái tim Janus kia kìa, chỉ một thứ kia đã có giá 135 tỷ rồi. Nếu không phải vì không muốn quá phô trương thì bây giờ Hứa Bích Hoài đã lập tức đi về lấy sợi dây chuyền kia đến đây, để Hứa Bích Nguyên mở mắt nhìn một chút. Chị gả cho tên bỏ đi Lâm Thanh Diện này, mặc dù bà nội đã cho tiền mua biệt thự rồi nhưng cả đời này của chị nhiều lắm thì cũng chỉ có như vậy mà thôi, tên bỏ đi Lâm Thanh Diện này có thể cho chị được cái gì chứ, mà tôi thì không giống như vậy, chờ tôi đến nhà họ Lâm rồi vinh hoa phú quý đang chờ tôi hưởng không hết đấy. Hứa Bích Nguyên đắc ý nói. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào Hứa Bích Nguyên.
trong lòng hơi nghi ngờ một chút, sao đột nhiên cô ta lại trở nên có tiền như vậy thì hình như trước kia nhà cô cũng không có nhiều tiền như vậy nhỉ, cô lấy tiền ở đâu ra để mua những thứ này thế, không phải là bám lấy người giàu có nào của nhà họ Lâm đấy chứ. Hứa Trai Hiệp ở bên cạnh lập tức trừng mắt với Lâm Thanh Diện, nói, Lâm Thanh Diện, con mẹ nói anh là đầu ngu đúng không? Bản thân anh không có đi nói xấu người khác à? Lâm Thanh Diện cười cười, nói, không phải các người thích làm mấy chuyện như vậy nhất à? Hứa Bích Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói, thôi được, nói cho anh biết cô ngờ không sao, số tiền này là tôi bán mấy món đồ cổ mà nhà họ Lâm đưa tới mới có được, mấy món đồ đó vốn chính là đưa cho tôi nên tôi cầm đi bán cho dù ông nội biết cũng không thể nói gì được. Lâm Thanh Diện giật mình, thì ra tiền của Hứa Bích Nguyên là ở đó mà ra. Rất nhanh anh nở nụ cười, mục đích thực sự mà lần này La Cờ Tâm tới nhà họ Hứa chính là để thu hồi mấy món đồ kia, bây giờ Hứa Bích Nguyên đã bán đồ cổ tiêu đi lại còn tiêu xài tiền quan phí như vậy nữa, đến lúc đó La Cờ Tâm đến lấy lại thì lại có trò hay để xem rồi. Không biết cô bán đồ cổ đó được bao nhiêu tiền? Lâm Thanh Diện lại hỏi một câu. Hai món thôi mà đã bán được mấy chục tỷ rồi, sao vậy, anh ước ao khen tỷ rồi đúng không? Ha ha, đáng tiếc là cả đời này anh cũng sẽ không có được nhiều tiền như vậy đâu. Hứa Bích Nguyên đắc ý nói. Lâm Thanh Diện lập tức cảm thấy Hứa Bích Nguyên đúng là ngu ngốc, những thứ đồ cổ kia tùy tiện bán một món cũng được mấy trăm tỷ rồi, vậy mà Hứa Bích Nguyên lại bán hai món mới được mấy chục tỷ. Thật sự là phí phạm đồ vật mà. Nhưng Hứa Bích Nguyên đúng là đã làm quá rồi, đến lúc đó hình phạt chờ đợi cô ta sẽ càng khủng bố hơn, chuyện này không cần Lâm Thanh Diện phải quan tâm. Chúc cô may mắn. Lâm Thanh Diện cười nói với Hứa Bích Nguyên một câu, tiếp theo kéo tay Hứa Bích Hoài đi ra khỏi biệt thự. Hứa Bích Nguyên và Hứa Trai Hiệp đều không hiểu được tại sao Lâm Thanh Diện lại đột nhiên nói một câu như vậy. Nhưng theo bọn họ nghĩ cho dù Lâm Thanh Diện có nói cái gì thì cũng đều vì ghen tị với bọn họ mà thôi. Trên đường trở về, mặt mũi Hứa Bích Hoài cực kỳ bất đắc dĩ nhìn Lâm Thanh Diện một cái, nói, lần này ông nội cho Hứa Trai Hiệp tiếp quản công ty, mặc dù đã nói chỉ là tạm thời nhưng một khi Hứa Trai Hiệp tiếp quản được công ty rồi thì chắc chắn sẽ không để cho em có bất cứ cơ hội nào nữa đâu. Sợ là sau này em sẽ thật sự bị đuổi ra khỏi công ty rồi. Lâm Thanh Diện cười cười, nói, không cần phải lo lắng. Chỉ sợ là công ty của nhà họ Hứa không bao lâu nữa sẽ gặp phải khủng hoảng rồi, em lại thoát thân được ngay vào lúc này thật sự không có cái gì là không tốt cả. Khủng hoảng gì? Vì sao anh lại nói như vậy? Nếu như Hứa Bích Nguyên thật sự được gả vào nhà họ Lâm thì đối với nhà họ Hứa mà nói phải là chuyện tốt mới đúng chứ? Hứa Bích Hoài khó hiểu nói. Bây giờ anh không thể giải thích rõ với em được, nhưng em chỉ cần biết rằng cho dù em có thất nghiệp thì chúng ta vẫn sẽ trải qua cuộc sống hạnh phúc như trước. Giống như em nói đấy, sinh con trai cho anh, cuộc sống có trẻ nhỏ cũng rất vui vẻ. Lâm Thanh Diện cười. Hứa Bích Hoài lập tức gắng trách nhìn anh sau đó đưa tay đánh lên trên người anh hai cái. Đồ đểu, lúc này rồi mà anh còn có tâm tư đùa kiểu này nữa. Hứa Bích Hoài nhìn vẻ mặt không quan tâm của Lâm Thanh Diện giống như thật sự không hề để chuyện này ở trong lòng, tò mò hỏi, Lâm Thanh Diện, rốt cuộc là anh có bao nhiêu tiền vậy? Có thể nói cho em biết một chút được không? Lâm Thanh Diện nhìn Hứa Bích Hoài, nghĩ thầm nếu cô đã muốn biết, vậy thì nói cho cô biết. Còn có mấy trăm triệu. Hứa Bích Hoài không đợi Lâm Thanh Diện nói xong, nói một câu, mấy trăm triệu cô ngờ không ít, nếu như em thất nghiệp thì cô ngờ đủ cho chúng ta chống đỡ một thời gian. Mấy trăm tỷ nữa. Lâm Thanh Diện mở miệng. Hứa Bích Hoài lập tức mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện giống như là gặp ma, hỏi, anh nói cái gì? Thì anh vẫn còn có mấy trăm tỷ nữa. Lâm Thanh Diện nói. Mấy trăm tỷ còn là nói bớt đi rồi bởi vì mấy trăm tỷ kia chỉ là số tiền ở trong thẻ đen của anh. Tài sản của anh cũng không chỉ có một tấm thẻ đen này không. Toàn bộ tài sản của anh cộng lại có bao nhiêu chính anh cô ngờ không biết rõ. Lúc đầu Hứa Bích Hoài rất kinh ngạc nhưng rất nhanh cô phản ứng lại được. Cô cảm thấy Lâm Thanh Diện chỉ đang nói đùa với mình thôi. Nếu như Lâm Thanh Diện thật sự có mấy trăm tỷ thì lúc trước sao lại đến nhà cô ở rể được chứ? Hừ, không muốn nói thì thôi, anh còn sợ em tư tưởng đến tiền của anh nữa à, không cần phải nói đùa với em như vậy đâu. Hứa Bích Hoài nói một câu sau đó không nói chuyện với Lâm Thanh Diện nữa. Mặt mũi Lâm Thanh Diện rất bất đắc dĩ. Không ngờ Hứa Bích Hoài lại không tin anh, còn cho là anh là đang nói đùa. Về đến nhà,
Tống Quyền Khanh mặt mũi cực kỳ sốt ruột ngồi ở trong phòng khác chờ sẵn, thấy Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đi vào lập tức ra đón, lo lắng gọi, Bích Hoài, mẹ nghe bọn họ nói ông cụ bảo con nghỉ ngơi một thời gian ha. Thời gian này để trai hiệp quản lý công ty đúng không? Hứa Bích Hoài khẽ gật đầu. Bất đắc dĩ nói, vừa hay con cũng đang cảm thấy hơi mệt mỏi một chút, nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt. Tống Quyền Khanh sốt ruột nói, mẹ còn nghe nói nhà họ Lâm sẽ phái người đến chỗ chúng ta, có phải là tới cầu hôn Bích Nguyên hay không? Bích Hoài, lúc này con không thể nghỉ ngơi được, một khi Bích Nguyên được gả vào nhà họ Lâm thì với mối quan hệ với cô ta con sẽ không có cơ hội trở lại công ty nữa đâu. Không vào thì không vào, dù sao bọn họ cũng nhìn con không vừa mắt, con cũng được nhàn thân. Hứa Bích Hoài hơi mất kiên nhẫn nói, vậy không được, nếu như con thất nghiệp thì thời gian tới chúng ta sẽ sống thế nào đây? Tống Quyền Khanh mở miệng gọi, không phải còn có Lâm Thanh Diện nữa sao, anh ấy sẽ nuôi chúng ta. Nhớ tới Lâm Thanh Diện nói mình có mấy trăm tỷ, Hứa Bích Hoài lại cảm thấy hơi buồn cười. Nếu không cứ để phú ông trăm tỷ Lâm Thanh Diện này nuôi mình đi. Tống Quyền Khanh nhìn Lâm Thanh Diện, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, tên bỏ đi như cậu thì lấy cái gì để nuôi chúng tôi đây, tôi còn nghe nói ông cụ bắt Bích Hoài rút lui cũng là bởi vì cậu đúng không? Lâm Thanh Diện, cái tên đáng đâm ngàn đao này, cậu hại nhà chúng tôi quá thảm hại rồi. Bây giờ Bích Hoài thất nghiệp rồi chúng tôi đều phải uống nước lã sống quá ngày, sao cậu vẫn cứ nhất quyết ỷ lại nhà tôi không chịu đi vậy? Lâm Thanh Diện nhìn Tống Quyền Khanh, nói, mẹ đừng lo lắng, Bích Hoài nói không sai đâu, cho dù cô ấy có thất nghiệp thì con vẫn có thể nuôi mọi người được. Cậu nuôi thế nào? Ngay cả công việc cậu cũng không có, cho dù trong tay cậu còn có chút tiền thì sợ cũng chỉ đủ nộp phí tài sản mà thôi. Tôi thấy vẫn nên bán cái biệt thự này đi thì hơn. Hôm nay mẹ của Bích Nguyên lại đến tìm tôi để khoe khoang, trên tay bà ta đeo 4 cái nhẫn vàng, trên cổ bà ta cũng đeo một sợi dây chuyền vàng, dáng vẻ kia thật sự là kiêu ngạo quá đi mà, bà ta cố ý đến đây để cười nhạo tôi, ngay cả một món đồ trang sức tử tế cũng không có, cậu có thể mua dây chuyền vàng cho tôi không? Ngay cả sợi dây chuyền vàng cậu cũng không mua được cho tôi thì còn mặt mũi nào để nói co thơ nuôi sống chúng tôi chứ? Lâm Thanh Diện nghe Tống Quyền Khanh nói như vậy, nghĩ thầm quả thực mấy năm này anh cũng chưa từng mua quà tặng bà ta, nếu bà ta đã nói ra như vậy không bằng đi mua ngay bây giờ đi, cũng để bà ta yên tâm hơn. Vậy con sẽ đi mua ngay đây. Nói xong, Lâm Thanh Diện kéo tay Hứa Bích Hoài lại, cùng nhau đi ra khỏi biệt thự. Hứa Bích Hoài kinh ngạc, nói, Lâm Thanh Diện, mẹ em chỉ nói miệng thế thôi. Anh đừng cho là thật. Lâm Thanh Diện cười cười, nói, thật ra cũng nên mua cho hai người mấy món đồ trang sức tử tế, nếu không lại bị người khác chê cười cũng không hay. Sau đó Lâm Thanh Diện lái xe đưa Hứa Bích Hoài tới cửa hàng bán đồ trang sức nổi tiếng nhất ở Hồng Thành. Sau khi dừng xe xong, Lâm Thanh Diện cùng Hứa Bích Hoài đi vào trong cửa hàng bán đồ trang sức bên cạnh. Chốc lát sau, một chiếc xe Porsche 911 mới tinh lái tới, một cô gái từ bên trong nhô đầu ra mắng một câu, một chiếc xe Land Rover mà cũng dám chiếm chỗ đậu xe chuyên dụng của tôi à, đây là muốn chết rồi đúng không? Người phụ nữ này tên là Liễu Văn Thúy, là khách quen của cửa hàng đồ trang sức này, bình thường xe của cô ta đều đổ ở vị trí này bởi vì chỗ này rất dễ thấy. Có thể thể hiện rõ ràng độ giàu có của cô ta. Bây giờ thấy lại có chiếc xe chiếm mất vị trí này của cô ta, trong lòng cô ta lập tức dâng lên một cơn lửa giận. Cô ta từ trên xe bước xuống, sau lưng còn có hai vệ sĩ đi theo. Người tới đây ai mà không biết chỗ đậu xe này là của Liễu Văn Thúy tôi hay dùng, dám chiếm mất vị trí của tôi thật sự là chán sống rồi. Không phải chỉ là một chiếc xe Land Rover 3 tỷ thôi sao, đập cho tôi. Liễu Văn Thúy nói với hai người vệ sĩ. Hai người vệ sĩ lập tức đập dỡ hết cửa kính xe của Lâm Thanh Diện. Người nào đi ngang qua đó mặt mũi cũng đầy vẻ khiếp sợ, đây đúng là người có tiền mà, một chiếc xe 3 tỷ nói đập là đập, chắc chắn người này cũng không dễ chọc vào đâu. Liễu Văn Thúy nhìn thấy chiếc xe bị đập như vậy tâm trạng mới tốt hơn một chút. Thầm nói, nếu không phải lát nữa tôi sẽ đi gặp cô Lạc ở Kinh Đô tới thì tôi nhất định phải tìm ra chủ của chiếc xe này để dạy bảo lại người đó một chút. Đi thôi, chúng ta đi mua cho cô Lạc hai món quà đi.